Kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, dự báo sức tiêu thụ giảm sút nên vụ hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nông dân Bà Rịa Vũng Tàu chỉ xuống giống khoảng 100 hectare hoa các loại, giảm 20% so với năm ngoái. Theo bà con nông dân, năm ngoái, thị trường tiêu thụ khá chậm đã ảnh hưởng trực tiếp đến người trồng hoa và các thương lái kinh doanh hoa Tết. Do đó, năm nay, các nhà vườn đều giảm diện tích và số lượng chậu vì lo ngại đầu ra. Trong tổng số 100 hectare hoa đã xuống giống, hiện chỉ mới khoảng 30% lượng hoa được thương lái đặt mua, giảm đến phân nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Để kích cầu tiêu dùng, nông dân dự kiến giá hoa Tết năm nay sẽ bằng năm ngoái, dù chi phí đầu vào tăng.